Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hiện có hơn 400 học sinh theo học, phần lớn là học sinh ở nội trú. Trước đây, trường chủ yếu dùng nước nguồn về bể lắng để sử dụng. Song vào mùa mưa, nước rất đục, không đảm bảo vệ sinh. Trước vấn đề đó, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát, thiết kế xây dựng, lắp đặt hệ thống máy lọc, chứa nước sạch tinh khiết, công suất 1.000 lít trên một giờ tặng nhà trường. Viện Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng đã giúp cho nhà trường thì tạo điều kiện rất nhiều cho các cháu được tham gia học tập trong điều kiện tốt hơn. Thì thay mặt nhà trường là cũng rất là cảm ơn Viện Khoa học Công nghệ Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các cháu học sinh cũng như là nhà trường để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong những năm học tới và nâng cao được cái chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như của địa phương. Phòng vật lý trị liệu Trung tâm Y tế huyện Điện Biên nay đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị, không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị hàng ngày. Trước thực tế đó, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng đã tiến hành khảo sát, thiết kế, lắp đặt toàn bộ cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật và bàn giao cho trung tâm đưa vào khai thác và điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đến nay, phòng vật lý trị liệu có thể điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân mỗi ngày. Cả Viện Khoa học Công nghệ của Bộ Quốc phòng đã đầu tư cho 10 trường trang thiết bị để phục vụ về vật lý trị liệu y học cổ truyền. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi tiếp nhận và sử dụng thì số lượng bệnh nhân càng ngày càng tăng lên. Hiện tại là bệnh nhân tăng lên rất nhiều. Họ đã đến và được phục vụ bằng các thiết bị của Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng thì họ thấy cảm thấy yên tâm và họ tin tưởng. Với tinh thần nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, từ đầu năm 2022, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự địa phương triển khai xây dựng nhiều công trình tại huyện Điện Biên với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, như thiết kế lắp đặt phòng tin học, ngoại ngữ trường học, xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn của xã Na Ư, xã Hẹ Muông, trao tặng hơn 200 suất học bổng và quà cho các em học sinh nghèo tại địa phương. Chúng tôi đến với Điện Biên thì tập trung là giúp địa phương xây dựng nông thôn mới trên một số cái công trình. Đây là những cái sản phẩm mà của cán bộ, công nhân viên của viện làm ra và đẹp đem tới ứng dụng để cho bà con dùng để cùng chung tay với bà con trong cái xây dựng nông thôn mới. Thì cái hoạt động này của đơn vị chúng tôi thì nó được duy trì thường xuyên hàng năm. Đạt được những cái này là do cái sự lãnh đạo chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc viện cũng như là cấp ủy các cấp, đặc biệt là cái sự phối hợp với các cái địa phương nơi chúng tôi đến. Ví dụ như là quả Điện Biên đây, thì đấy là những cái địa bàn mà theo cái địa phương đề xuất là những cái nơi mà cần tập trung có cái sự chung tay để giúp bà con trong thời gian tới để làm thế nào cho nông thôn ở các cái vùng chúng tôi đến cũng như của địa phương là ngày càng phát triển. Thời gian tới, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quan tâm và tích cực tổ chức triển khai nhiều hoạt động dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa tại nhiều địa bàn trên cả nước, góp phần cùng các địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.